chào mình giúp sức khỏe đến toàn thể quý vị các bạn nha. Chào mừng chúng ta đến với video mới của Đấu Tròn Channel. Chúng ta sẽ dạo một vòng ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Đây là một cái tỉnh ở phía nam của kinh thành Thăng Long ngày xưa. Bởi vì khi dời đô từ Hoa Lư về của Ninh Bình về lại Thăng Long Hà Nội thì vua Lý Công Uẩn đã cho lập tứ trấn và những cái tỉnh thành ở các hướng Đông Tây Nam Bắc. Thì đây là tỉnh Hà Nam, trước đây được gọi là Hà Nam Ninh, sau đó thì được tách ra ba tỉnh, đó là tỉnh Hà Nam, tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình. Hôm nay có dịp trở lại với vùng đất của tỉnh Hà Nam, thành phố Phủ Lý, thì xin mời toàn thể quý vị cùng đi một vòng để tham quan quang cảnh của thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam nhé. Trung tâm của thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Chúng ta sẽ qua cái cầu chính ở đây. Cầu Châu Sơn. Đây là cầu Châu Sơn bắc qua dòng sông Đáy. Dòng sông Đáy là dòng sông chính chạy ngang qua khu vực của tỉnh Hà Nam. Rồi từ đây sẽ chạy về lại ranh giới của Ninh Bình với Nam Định. Từ đó là cái chúng ta đi trên đường quốc lộ 1A, chúng ta sẽ thường gặp đó là khu vực của cầu Giáng Khẩu. Cầu Giáng Khẩu đó là ranh giới tự nhiên của Ninh Bình với Nam Định. Và ở đó thì có dòng sông Đáy, và từ đó là dòng sông Đáy sẽ chảy ra Biển Đông luôn. Tỉnh Hà Nam này thì cách tỉnh Nam Định khoảng 30 cây số và cách Ninh Bình khoảng 33 cây số. Đây chúng ta đi ngang qua cái đường xe lửa tuyến đường sắt Bắc Nam đây. Và đây là đường quốc lộ 1A. Cái trục đường quốc lộ A này thì mang tên đó là đường Lê Hoàng, mang tên của vị vua Tiền Lê. Cái biệt phủ mà nổi tiếng nhất của Hà Nam là ngay chỗ thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Nơi trung tâm đây sẽ có một cái biệt phủ mà như là nằm ở trung tâm bốn mặt tiền luôn. Đây biệt phủ trung tâm đây. Ngay khu vực trung tâm này thì họ đang làm cái phố đi bộ cách khoảng một tháng nay trở lại, tức là hiện tại giờ Đức Phước Đoàn Cho Đầu đang đi đây là vào tháng 4 của năm 2022, thì đây là họ mới hình thành cái tuyến đường đi bộ. Đức Phước Đoàn Cho Đầu sẽ review cái tuyến đường đi bộ này để cho quý vị các bạn cùng tham quan thưởng ngoạn nhé.
Rồi, thưa quý vị các bạn, thì bây giờ xin mời quý vị các bạn cùng dạo một vòng ha, ở khu vực phố đi bộ. Tuy nhiên á, thì nó phố đi bộ nhưng mà do là hôm nay thì không phải là thứ bảy chủ nhật, bởi vì phố đi bộ ở đây họ chỉ làm và phục vụ vào ngày thứ bảy chủ nhật thôi. Hôm nay Đức Phúc Trần Channel đang đi vào thứ tư, cho nên là ở đây thì không có phố đi bộ, nhưng mà chúng ta muốn để cho quý vị các bạn sẽ nhìn thấy khu vực phố đi bộ ở tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam một cái. Cho nên bây giờ di chuyển qua đây để chúng ta sẽ thấy được cái đường phố đi bộ, tức là từ ở khu vực đường quốc lộ 1A này ngay cái công viên tượng đài ở đây, thì chúng ta sẽ đi bộ tới cái ngã tư này và có tuyến đường sắt, thì chúng ta rẽ tuyến đường sắt đó về tay trái về hướng cầu Vincom thì sẽ thấy được cái phố đi bộ. Rồi, như thế đây là cái khu vực của công viên tượng đài liệt sĩ ở chỗ Tổ quốc Lưu Công đây. Đường tuyến Bắc, đường sắt Bắc Nam đây. Đây, tuyến đường sắt Bắc Nam thì chúng ta rẽ ở đây, chúng ta sẽ thấy được cái tuyến đường phố đi bộ của thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Ở đây bắt đầu từ đường này ha, ngay chỗ khu vực của Vimber đây, thì đây là được thành lập thành phố đi bộ của tại khu vực Phủ Lý, Hà Nam. Thì tuy nhiên thì như đã chia sẻ thì chỉ rơi vào thứ bảy chủ nhật thôi. Hôm nay thì không phải là thứ bảy chủ nhật, cho nên là phố vẫn bình thường, vẫn là xe máy và xe hơi, xe đạp, người đi bộ vân vân, nằm ở trên cái trục đường của đường Biên Hòa, ngay khu vực của nhà thờ đây. Tuyến đi bộ này nó kéo dài gần một cây số. Rồi, rất cảm ơn toàn thể vị các bạn cùng đồng hành với Đức Trần Channel và dạo một vòng nha. Và chúng ta biết được cái khu vực của phố đi bộ ở tại Phủ Lý, Hà Nam, nằm ở trên trục đường Biên Hòa, phố Biên Hòa, ngay chỗ khu vực của giáo xứ Phủ Lý đây, giáo xứ Chánh Tòa ở đây. Có dịp trở lại vào đúng ngày thứ bảy chủ nhật thì chúng ta sẽ ngắm được con phố đẹp hơn, với những gian hàng buôn bán, với những người đi bộ vui chơi, nó sẽ nhộn nhịp hơn.
Rồi, chúc chúng ta có một cuộc sống nhiều tốt lành, nhiều niềm vui nha. Và xin tạm biệt, hẹn gặp lại những video kế tiếp.